nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, lưu trữ số, bảo vệ giá trị tài liệu cho cơ quan, đơn vị và lưu trữ lịch sử tỉnh. Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn tỉnh về nghiệp vụ số hóa tài liệu lưu trữ vào sáng nay. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên cung cấp chi tiết các kiến thức liên quan đến hệ thống phần mềm lưu trữ, quy trình số hóa, quản lý hồ sơ điện tử, thủ tục nộp lưu, ký số hồ sơ, tra cứu tài liệu, cập nhật dữ liệu. Ngoài ra, chương trình còn dành thời gian cho học viên trao đổi, thảo luận trực tiếp với báo cáo viên nhằm giải quyết vướng mắc xung quanh nội dung tập huấn, cũng như là các vấn đề phát sinh qua 9 tháng triển khai thực hiện đề án số hóa. Qua đó, học viên có thể áp dụng những kiến thức kỹ năng đã học vào thực tiễn công việc văn thư lưu trữ hàng ngày tại cơ quan đơn vị.